Tiếp tục trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật. Như anh Bá Minh cũng có đề cập cách đây ít phút là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ vẫn có mưa về chiều và chiều tối nay. Vậy thì không biết diễn biến mưa cụ thể ra sao, đâu là những điểm mưa to ạ? Dạ vâng, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa sẽ tập trung chủ yếu về buổi chiều và chiều tối ạ. Dự báo là lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm, đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh kèm theo. Buổi sáng thì mưa sẽ tạm giảm, nhiều nơi vẫn nắng gián đoạn. Dự báo các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột cũng như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ nhiệt độ hầu hết dưới 32 độ C, không khí sẽ dễ chịu. Còn ở miền Trung cũng có mưa dông trong chiều tối nay. Trước đó thì buổi sáng và trưa trời nắng, các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh hay là Tuy Hòa còn nắng nóng, nhiệt độ cao 35 độ C. Các nơi khác nhiệt độ từ 31 đến 34 độ C. Miền Bắc hôm nay trời nắng mạnh vào buổi sáng và trưa, cục bộ ở thủ đô Hà Nội và Cao Bằng nắng nóng 35 độ C. Còn lại hầu hết là 32 đến 34 độ C. Chiều tối thì một vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Vâng, và như vậy là hôm nay khi mà quý vị quay trở lại với công việc thì có thể khá là yên tâm về thời tiết, vì ban ngày sẽ đa phần là tạnh giáo, thế nhưng về chiều tối thì một số khu vực cũng sẽ chuyển mưa.